Nam Mô A Di Đà Phật. Các anh em đang đóng bức tường và bên trong thì cái nền nhà sắp sửa sang. Còn thầy Bảo Minh Thế đang cách cửa sổ, chắc để một chút xíu nữa cửa sổ sẽ được mở ra. Tiếng máy nổ vẫn tiếp tục, tiếng cưa vẫn tiếp tục, và khung cửa sổ sắp sửa được mở ra. Cửa sổ rất được mở. Bên trong thầy Bảo Minh Thế vừa cách xong cửa sổ. Cảm ơn thầy Bảo Minh.